Tết ông Công, ông Táo từ lâu đã trở thành phong tục, một nét đẹp văn hóa của người Việt. Tiễn ông Táo về chầu trời, người dân gửi gắm nhiều điều ước vọng, đón một năm mới bình an, hạnh phúc. Sáng sớm ngày 23 tháng Chạp hàng năm, bà Phạm Thị Bằng, tổ dân phố 1, phường Bình Thành, thành phố Điện Biên Phủ, lại cùng con cháu chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo, sao cho thật tươm tất. Với gia đình bà Bằng, mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo không quá cầu kỳ, nhưng được chuẩn bị chu đáo trang trọng, thể hiện lòng thành kính của gia chủ. Qua đó cũng gửi gắm mong muốn một năm mới bình an, sức khỏe cho cả gia đình. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, gia đình tôi có làm một cái lễ để cúng ông Công, ông Táo về trời. Thì gia đình tôi mong muốn một năm mới mang đến những điều tốt lành cho gia đình tôi. Nhu cầu mua sắm các vật phẩm tiễn ông Táo về trời của người dân tăng cao. Tại các chợ truyền thống, cửa hàng bán đồ lễ, nhiều mặt hàng phục vụ ngày lễ được chuẩn bị cẩn thận, đa dạng chủng loại và giá cả hợp lý. Cùng với hoa, quả, bộ đồ ông Công, ông Táo thì cá chép là lễ vật không thể thiếu khi làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Ai cũng tìm mua những con cá chép khỏe nhất, ưng ý nhất mang về làm lễ cúng. Theo các tiểu thương, giá cá chép không biến động so với mọi năm, dao động từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng một con. Ngày 23 tháng Chạp là đều ai cũng phải mua về thắp hương. Còn đây là cái tục lệ của dân, đều ai cũng phải có con cá để cúng ngày 23. Cá là cá ở nhà nuôi một năm rồi. Giá cả là con to thì 10.000, còn con nhỡ nhỡ thì 20.000 ba con, còn con vừa thì 5.000. Tết ông Công, ông Táo với tục lệ phóng sinh cá chép là một trong những nét đẹp văn hóa và sẽ ý nghĩa hơn khi được thực hiện đúng cách, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ những nét đẹp của Tết Việt. Với thông điệp chỉ thả cá không thả túi ni lông, ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, hàng chục em học sinh trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đã cùng với đoàn viên thanh niên phường Mường Thanh tổ chức hỗ trợ người dân thả cá chép, nhắc nhở người dân không thả túi ni lông cho chân nhang xuống sông Nậm Rốm, đồng thời thu gom rác thải để tránh gây ô nhiễm môi trường. Hỗ trợ nhân dân thả cá chép và dọn vệ sinh khu vực thả cá chép là một trong những hoạt động thường niên của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh chúng em, và nó cũng mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Đầu tiên là tạo điều kiện cho học sinh đầu cấp khối 10 chúng em được trải nghiệm ngày lễ của dân tộc mình. Thứ hai là nó mang một nét đẹp văn hóa, biểu trưng cho sự đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng em đối với cộng đồng. Không ai biết chính xác tục lệ cúng ông Công, ông Táo có từ bao giờ. Chỉ biết rằng trải qua nhiều thế hệ, nét đẹp văn hóa ngày Tết ông Công, ông Táo vẫn vẹn nguyên bản sắc và luôn được cộng đồng người Việt trân trọng gìn giữ. Từ ý thức của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh, ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời năm nay đã phát huy đúng ý nghĩa, vừa gìn giữ nét văn hóa cổ truyền độc đáo của dân tộc Việt Nam, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường.